Bàn thắng gây tranh cãi của Mbappé trước Tây Ban Nha. Eric Garcia và Sergio Busquets khẳng định Mbappé việt vị trong tình huống ghi bàn nâng tỷ số 2-1 ở chung kết Nation League trạng sáng ngày 11 tháng 10 giờ Hà Nội. Mbappé ghi bàn quyết định ở phút 80, giúp tuyển Pháp hạ Tây Ban Nha 2-1 và vô địch Nation League. Các cầu thủ Tây Ban Nha cho rằng Mbappé việt vị, nhưng trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng sau khi tham khảo tổ va. Đây là tình huống Mbappé thoát xuống từ đường truyền của Theo Hernandez trước khi nhận bóng. Ngôi sao KSC đứng dưới hàng thủ Tây Ban Nha và không kẻ vạch ngay trong trận, nhưng góc quay chậm đủ để nhìn rõ điều này. Tâm điểm trong tình huống nằm ở khoảnh khắc trung vệ Eric Garcia xoài người chạm chân vào bóng. Theo gôn, trọng tài Anthony Taylor nhận định Garcia chủ động cản bóng. Từ đó, tình huống mới mở ra và pha em bắp việt vị trước đó được xóa bỏ. Đây được cho là điểm mới trong luật việt vị, từng xuất hiện một số pha bóng tương tự, nhưng chưa thuyết phục hoàn toàn cổ động viên và giới chuyên môn. Bàn thắng của Mbappé là khoảnh khắc mới nhất xuất hiện các tình huống kiểu này và dẫn tới tranh cãi dữ dội. Mbappé đã việt vị, trọng tài nhận định Garcia chạm vào bóng, do đó tình huống mới xuất hiện. Nhưng điều đó có đúng, Garcia cắt bóng vì Mbappé thoát xuống. Cậu ấy làm công việc mà bất kỳ trung vệ nào đều có hành động tương tự, đội trưởng Busquets của tuyển Tây Ban Nha bức xúc. Còn trung vệ Garcia lên tiếng sau trận, trọng tài nói tôi phải di chuyển khỏi quả bóng. Rõ ràng một hậu vệ không thể bỏ qua tình huống đó, Mbappé đã việt vị. Afonso Perez Borun, chuyên gia trọng tài của Macca, chỉ trích, điều kinh ngạc là họ không thực hiện đường kẻ nào trong tình huống việt vị rõ ràng. Mbappe chủ động trong pha bóng ở thế việt vị. Phải thổi Mbappe việt vị, ngay cả khi cầu thủ Tây Ban Nha chạm bóng. Trên Sky Sports, chuyên gia Jamie Knapp nhớ lại từng có tình huống tương tự xuất hiện ở Premier League. Đó là khoảnh khắc của Harry Kane trong trận Tottenham đối đầu Liverpool vào tháng 2 năm 2018. Tiền đạo Tottenham đứng dưới hàng thủ trước khi nhận bóng trong vùng cấm. Nhưng trọng tài không thổi việc vị vì Dejan Lovin chủ động cạn bóng tương tự Garcia. Đó là những quyết định khó hiểu. Tốc độ của Mbappé là đáng kinh ngạc, nhưng cậu ấy di chuyển sai thời điểm. Trọng tài nhận định sau khi Garcia phá bóng, tình huống mới mở ra, nhưng Garcia phải làm gì đây? Có lẽ Garcia cần chủ động bỏ bóng khi cậu ấy không biết những gì sẽ xảy ra kế tiếp. Redknapp phân tích. Redknapp nhấn mạnh ngay sau khi theo hết năng duyên và Mbappé thoát xuống, bởi việc vị đã sập. Việc trọng tài nhận định Garcia cố tình cản phá và mở ra pha bóng mới là điều mơ hồ và không công bằng cho tuyển Tây Ban Nha, và không có lỗi ở đây mà nằm ở luật chơi. Điều này tồn tại khoảng 18 tháng, nhưng chúng ta không có đủ minh chứng để biến điều đó trở nên thuyết phục, ông Redknapp chia sẻ thêm, đồng thời đề nghị xóa bỏ cách xác định này trong các pha việt vị.